Rồi, hello, xin chào các bạn, quay lại kênh của mình. Hôm nay mình đang đánh tím hồ rồi các bạn. Đánh tím hồ, tím rệm luôn, tối thui luôn các bạn thấy không. Đánh tím hơn một ngày rồi. Hồi bên này mình thả cá của mấy em mới thả, nó bị núp hết rồi thấy không. Núp vô trong góc kia hết rồi. Khi nào cho ăn nó mới chịu chay ra. Bây giờ mình đi bắt cá, đi ship các bạn, ship về Phan Rang, Ninh Thuận. Hôm nay có một đơn hàng cá về Phan Rang. Thùng dưỡng của mình bữa nay rất là nhiều. Cái này là sứ nè, sứ lọc mà mình xài được hơn 2 năm rồi, mình bỏ ra mình thay sứ mới rồi các bạn. Mình thấy nó mục hết rồi. Thay sứ mới. Đây là ba ki lọc, ba ki, các bạn thấy nhà mình ba ki quá chừng không? Quá chừng ba ki luôn. Đây hôm nay mình ship lô cá này. Đây bạn, đây là lô cá size 19-20. Khách mua cá này nè các bạn. Mình đã mở bán lô cá này rồi nha. Hôm nay mình đăng clip này luôn. Dạng như clip trực tiếp luôn các bạn. Hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm 2019 nha. Các bạn có mua cá này thì liên hệ cho mình. Rồi mình sẽ ship cho các bạn 90.000 một con nha các bạn. Cá rất khỏe và đẹp nha. Bây giờ mình bắt ra ngoài cho các bạn xem ha. Chào các bạn, mình bắt ra 13 em cá size từ 18-20 đó các bạn. Bạn khách này thích những dòng full rin nên bắt toàn bộ đều rin luôn nha. Nói chung mà mình bắt vẫn theo khách yêu cầu gì thì mình bắt cái đó. Có Kuyaku nè, Siro nè, nói chung tùm lum luôn. Có cả Hiyosuri, Showa. Rồi ok, còn cái đám cá trong này còn rất là nhiều luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đóng oxy. Rồi mình đóng thùng xong các bạn. Anh bạn này lấy thêm một men vi sinh và một chút tím nữa. Men vi sinh giúp cho phân hủy phân trong nước, rồi làm ổn định nước và nước trong nha các bạn. Còn thuốc tím để sát khuẩn, khử khuẩn hoặc là trị các vết thương bị lở loét. Rồi bây giờ mình đóng thùng lại và chạy đi Bà Rịa đi ship tiếp. Đi giao cá về nhà rồi các bạn. Khuê luôn, trời mưa quá chừng luôn. Các bạn thấy bữa nay hàng của mình nhập về nhiều không? Mai xíu mở hàng nữa, đi bắt chổi nè, đi bơm quá chừng luôn. Trời đang mưa quá chừng ở ngoài trời các bạn, mà mau mưa đi. Chị mắc nè, chị mắc có cái này là khách đặt hết rồi, bắt đầu mình mới lấy về các bạn, chứ không phải là mình tự nhiên mình lấy về nhà mình không có chỗ để. Rồi chào tạm biệt các bạn nha, bạn có cần cá gì đó thì inbox cho mình. Hôm nay là ngày 29 tháng 9 nha các bạn. Cá mình đang còn rất là nhiều, cá từ size 20 cho tới size 30 rồi tới size 40 luôn nha. Có đầy đủ các thùng dưỡng kỹ rồi, dưỡng lâu rồi các bạn, dưỡng hơn tháng rồi. Rồi chào tạm biệt các bạn, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha.